Dạ xin mến chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị em đam mê mai vàng trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2023. Em có đem về một siêu phẩm mai vàng rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Dạ chào cô chú và anh chị. Vậy em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ các em clip hôm qua 7 cây rất là mau lẹ, rất là nhiệt tình. Và hy vọng cây này kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ và mau lẹ nha. Địa chỉ tọa lạc của em là tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m nha anh em. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út, em có để số điện thoại bên góc phải màn hình nghe chú anh chị. Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên. Cô chú anh chị gõ lên Bonsai Tịnh Biên có hiện trang cá nhân của em nha. Rồi không để mất thời gian quý báu của cô chú anh chị, em vào review một siêu phẩm gửi đến cho cô chú anh chị tham khảo nha. Một cây mai vàng dáng bay siêu khủng nha anh em. Hàng sưu tầm nha anh em. Cây có số đo như sau anh em. Tổng chiều cao từ mặt dây bầu lên tới ngọn là 2m2 anh em. Nó tán bay từ bên đây dài ra tới ngọn là 4m7 anh em. Cái đường kính bầu 1m3 anh em. Tổng nội đế là như tương đương như 400 anh em. Cái dạo bầu rất khủng anh em, dạo bầu cao 6 tấc anh em. Em đang để trên chiếc xe kéo em nè, xe kéo em 1m4 anh em. Đây cây có số đo như sau anh em, hoành luôn cái chi tử anh em là 85 hoành nha anh em, bỏ chi tử hoành cổ đây là 70 hoành nha anh em, bao cho anh em chuẩn hoành nha. Cái cũ lửng lửng là 1m5 anh em, đế sổ xuống là 6 tấc nha anh em. Đây cốt cành chi bay số 1 là 34 nha anh em, đó rất khủng nha anh em, đó anh em nhìn nha, đó chi tử này là 22 nha anh em. Cây em mua của dân chơi nha anh em. Cây lát lượng sữa chi 3D thôi anh em ơi. Cây này bao bông cho anh em nha. Cây ghim nha anh em. Bông 5, 7, 9, 12 cánh bông tựa lơ luôn nha anh em. Anh em nhìn cây tới ngoài rất đẹp anh em ơi. Đây. Để bích muốn nữa hơn nửa lộn nha anh em. Cái cốt chi bay là ba mấy hoành nha anh em. Anh em nhìn cái dàn xương rất đẹp nha anh em. Cái này về anh em chơi hơn nha anh em. Cây này nếp sữa nếp chơi anh em, đâu đó chơi nha anh em. Cây bao anh em cây sạch sẽ anh em. Cây không thẹo dít nha. Cây cũng đang lên xù nhiều lắm anh em ơi. Em chưa có gọi nó xù nha anh em. Đây anh em nhìn nè, mặt hậu mà nó xù còn hơn là mặt tiền nữa anh em. Nó xù khoảng 40% nha anh em. Cốt cành hết sức cốt cành anh em ơi. Cái dàn nội thất ở trong dữ lắm nha anh em. Dữ lắm đẹp anh em ơi. Trong hình anh em nhìn có 6-7 anh em. Cây thực tế ngoài đẹp tới 10 anh em ơi. Anh em hợp nhãn thì alo với em qua số điện thoại là 0919 755 533. Em tên Út nha anh em. Bảo anh em là cây ngoài gặp quê nha anh em. Hàng đúng là hàng sưu tầm của chú anh chị. Đây em đi vào review cận cảnh nha, phần nội thất trong cho chú anh chị tham khảo nha. Dữ lắm chú anh chị. Cốt cành sữa chi quay nhạo hay chú anh chị. Cốt cành dữ lắm của chú anh chị. Dữ lắm của chú anh chị ơi. Cái này cũng đang lên sùng mạnh lắm của chú anh chị. Sùng cũng 40-50% nha. Cốt cành hết sức cốt cành của chú anh chị, em bấu vô cho cô chú anh chị. Dữ lắm của chú anh chị, hai tay đây cô chú anh chị. À, cái chị tử nè, khủng luôn. Để bao whip cho chú chị nha. Dữ
lắm đẹp chú anh chị ơi. Cột nào cũng thấy chà bá luôn nha. Rồi em cho anh xin cái thông số em ơi. Em trước tiên là em đo cái chiều dài, chiều cao mà anh đi. Em lấy cái thước này đo. Nhanh nhanh. Nhanh phút lại cầm cái thước cho mẹ đo. Dạ chiều cao là 2m2 nha anh em. Đúng đúng chi ba luôn á. Chắc vô luôn. Rồi, đúng rồi. Cái chiều tán ba dài 4m7 nha anh em. 4m7. Rồi, không buông đi, không buông cái gì đi con. Em đo dạo cái dạo bầu như em, dạo bầu á. Cái dạo bầu là 60. Cái dạo bầu là 60 nha anh em. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 1m3. Đường kính bầu 1m3 nha anh em. Mét 3 nhân cho 3,14, 3 nhân cho 3 đi. Nồi đế là tương đương gần 400 nha anh em. 400. Đây, em tiến vào đo quậy quạnh luôn nha anh em. Cái này em đo hai thông số cho anh em nha. Rồi. Nồi vị trí này là 85. 85 quạnh nha anh em. 85 quạnh, đó. Rồi, em bỏ cái chữ tử ra đi. Em đo quạnh cổ đi. Cái này là 70 hoành nha anh em. Là cái hoành cổ nha. Đo luôn chi tử là 85 nha anh em. Hoành cổ thì 70. Em đo anh cái chi số 1 nha. Chi số 1 là 32. Cốt chi số 1 32 nha anh em. Rồi hôm qua đây đo cái chi tử nha anh em. Chi tử là 21. Cốt chi tử 21 nha anh em. Còn đưa có lửng lửng nha anh em. Thấy không? Đây chắc rồi em đo cũ lửng lửng như đây anh em, đúng một thước dây anh em ơi, 150 nha, nó nằm ở trên nha anh em. Còn tổng nội đế nằm dưới đây là 400 nha anh em. Để sổ xuống nha. Để sổ xuống là 60. Để sổ xuống 60 nha anh em. Dữ lắm anh em ơi. Ủa, Dương Nhân, vô ôm cái bầu cho cô chú anh chị em tham khảo nha. Cái bầu ngoài khủng khiếp lên anh em. Để ba người ôm lại em hình dung cái cây nha. Rồi. Chạy ra dữ lắm nha anh em, ba gồm không giáp luôn nha anh em. Rồi cảm ơn ba người, cây rất đẹp nha anh em. Anh em hình dung nha, với chiếc xe em là 1m4 nha anh em, đó xe kéo của em 1m4 nè. Cái dạo bầu là 60 anh em nhìn ngoài khủng lắm nha anh em. Anh em có điều kiện tới nhà em coi cây thực tế ngoài nha anh em, nó khủng, nó đẹp hơn trong hình rất là nhiều nha. Trong hình đôi lúc anh em nhìn chỉ có 7 thôi, 6-7 à. Mẫu ngoại đẹp tới 10 nha anh em. Cái này anh em, cái nhà rộng rộng xây lên cái bồn cao anh em. Đó, xây lên cái bồn cao khoảng 2m nha anh em. Anh em đặt cái cây này lên nha anh em. Tết nó cho vàng bay vô nhà nha anh em. Cái này anh em chơi bông thủy rất là tốt nha anh em. Tết thì vàng bay vô nhà thứ gì chưa nổi. Cây bao anh em là cây sạch sẽ nha, cây không bọng không bể nha anh em. Nói chung bên vườn em bán là rất là uy tín nha anh em yên tâm nha. Cây có hiện trạng sao nói vậy anh em. Còn này bao anh em là coi cây ngoài rất đẹp. Anh em có điều kiện lên tới nhà em nha, uống ly cà phê với em rồi ngắm cây này nha anh em. Bao anh em là cây ngoài khủng khiếp đó anh em ơi. Đây em vô phần nội thất bên mặt hậu cho anh em nha anh em. Đây. Mặt hậu dữ lắm anh em ơi. Mặt hậu thì nó đổ sụn nhiều hơn nha anh em. Đây anh em nhìn nè. Đó. Nó đổ sụn nhiều hơn mặt tiền luôn nha anh em. Cái này anh em về nuôi tương lai là sụn chăm anh em. Nó đang sụn dưới góc dài lên nha anh em. Cái bể đế nè, anh em nhìn cái gang tay nè. Cậu có ba gang tay á, ba gang tay mới hết cái đít của cây thú anh em. Dữ lắm đẹp anh em ơi. Chi nhạo 3D không nghe anh em. Cái này anh em nhìn cái cốt chi là biết của dân chơi nuôi anh em. Dân anh em nuôi bonsai mà. Cốt chi là ta sửa thứ gì vừa nổi. Em nhìn cái em còn tê nữa mà.
nhìn thực tế ngoài đẹp lắm nha anh em. Có chút cốt chi bay nè anh em nhìn nè, ở ngoài nó bự lắm nha anh em, em bấu vô vô cốt chi bay em đó, thấy vậy đâu cổ tay nha anh em, cổ tay nha, cổ tay người lớn nha anh em đó. Cốt chi bay sửa cũng sửa ngoài nhạo anh em, lắc lượng anh em, cái vàng chi dâm dữ lắm anh em ơi. Cái này lúc lạc lá nó đặt kính trắng kính luôn nha anh em, tại mình lạc lá mình vô dây này anh em, chỗ này nề nếp luôn anh em. Giờ vợ ba người căng trái tay cái dài coi, đứng sau căng trái tay giùm tôi ơi, ba người căng trái tay vậy đó. Cho anh em hình dung nha, tại cây hơi đắt tiền nha, hôm nay em quay cận cảnh chi tiết cho anh em nha. Đó anh em hình dung nha, ba người đó anh em, căng trái tay không giáp nữa nha, cái tán bài nó 4.7 lên nè, nó sẽ tay mình dữ lắm là 2.2, 2.3 đó, còn dư một khúc nữa nè em nhìn nha. Rồi cảm ơn ba người dữ lắm anh em ơi. Dạ rồi cây mai vàng dáng bay em xin mặn phép giấu giá nha nè, vì còn nhiều anh em về mua bán lại anh em, anh em thông cảm giùm em nha. Anh em có thiện chí thì alo với em qua hai số điện thoại là 0919 755 533, em tên Út, hoặc số điện thoại là 0771 367 279 tên Lanh nha. Đó anh em cứ nhá máy hoặc kết bạn Zalo nha, em báo giá cho anh em nghe nè, giá cho anh em cũng dễ chơi anh em ơi, cái này giá xanh sữa luôn nha anh em. Bao anh em mình cho cây ngoài rất đẹp anh em ơi, trong hình chỉ có 6-7 thôi nha nè, ở ngoài nó khủng khiếp lắm nè. Anh em nhìn cái xe của em nè, nó chiếc xe em dài 1.4 nha anh em, nó cái dạo bầu nè anh nhìn hơi khủng khiếp lắm nè. Ba người ôm không giáp nha, tổng rồi để là 400 nữa nè, tổng có chiều dài bay là 4.7 nha anh em, khủng khiếp nha anh em hình dung nha. Đây là nó bay dài hơn nửa lộ anh em, nó lộ mười mấy mét mà nó bay hơn nửa lộ anh em, dữ lắm đẹp anh em ơi. Cái ngoài bao khơi bao đẹp cho anh em nha, dữ lắm anh em ơi. Anh em có điều kiện thì tới nhà em coi thực cây thực tế ngoài nha anh em, không đẹp em không lấy tiền anh em. Anh em tới nhà mà coi mà anh em thấy không đẹp em sẵn sàng em gửi tiền xe cho anh em luôn, tiền xe tiền xăng dầu cho anh em luôn nha anh em. Anh em tới nhà em coi thực cây thực tế nha anh em. Địa chỉ của em là tại thị xã Bình Minh, tại thị xã Tịnh Biên anh em, cách chợ khẩu Tịnh Biên 500m nha anh em. Hân hạnh được đón tiếp anh em nha. Được rồi, cây hôm nay em lên có cây nha anh em. Dạ cô clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có nhiều động lực sưu tầm nhiều cây đẹp phục vụ cho anh em nha. Được rồi, em xin chào anh em. Hẹn anh em clip sau ạ. À. Em chào ạ. À. Đó, anh em nhìn nha, nhớ người mẫu ngồi dưới nè, rất là thấp nha. Và em xin chào anh em, bye bye anh em.